Bây giờ trở lại thì hồi nãy mình nói là phải niệm chậm rồi. Bây giờ biết là khi mà mình niệm á, thì lục căn lục trần nó suối cái ý mình á, mình ý niệm Nam Mô về Phật á, thì lục căn lục trần nếu mà nó mạnh hơn á, thì nó đẩy cái ý mình đi về chuyện khác thì mình quên niệm. Bây giờ mình phải dùng cái kỹ thuật nào mà để cho tụi nó cùng niệm với mình mà nó đừng cái suối cái ý đi, đẩy cái ý đi ra chỗ khác, ra chuyện trần trược đó. Thành ra mình đi trở lại cái kỹ thuật đi. Cái kỹ thuật này mình năm ngoái mình có ôn rồi, nhưng năm nay để ý thì hỏi qua nhiều bạn đạo cũng quên hết ra. Thành ra mình cũng ôn lại lần nữa cũng không sao. Thành ra cái kỹ thuật nào mà để giúp cho lục căn lục trần nó đừng, nhiều khi mình niệm, chúng ta niệm chừng hai ba cái là nó quên rồi, nó nhớ chuyện khác rồi, bắt lo làm chuyện khác rồi. Bây giờ mình phải dùng cái kỹ thuật nào mà mình để ép tụi nó ngồi niệm Phật như thế nào mà để cho tụi nó chịu niệm với mình á, để cho nó quen. Anh Dũng chị nào, cái câu hỏi của anh rất là quan trọng. Năm ngoái mình đã học rồi, năm nay mình chưa có được kết quả phải không? Thì tôi cũng xin đóng góp là hồi nãy anh Bảo có nói là cái niệm Phật thì phải niệm như thế nào thì mới dạy được cái lục căn lục trần. Thì chị một bạn đạo có nói là phải niệm chậm. Yeah. Thì với cái kinh nghiệm của tôi đó, thì hồi lúc mà tôi mới vô bắt đầu mà tu đó, thì rõ ràng là tôi tu không có được. Thì lúc mà ngày đầu tiên đó, thì mình chưa có học rõ về, không có đọc cái gì về bên cái pháp lý đó, thì mình không có rành. Mình chỉ học cái câu nguyện thôi, mà gọi anh Toàn để mà học sinh cái câu nguyện như thế nào để mà ngồi xuống thiền. Thì đầu óc mình rất là đơn giản, thiền là cứ ngồi nguyện, nguyện xong là ngồi soi hồn. Thì khi mình soi hồn đó là mình tự nhiên là mình thấy giống như một cái màn ảnh tivi nó bật trước mặt mình, là năm con quỷ nó hiện ra liền, ngũ sắc, tức là trắng xanh vàng tím nó hiện ra. Thì sau đó là mình bỏ ra liền, mình không có dám thiền nữa. Mà sau đó mỗi lần mà khi mình muốn thiền đó thì bệnh, nghĩa là nhức đầu, chóng mặt mà phải đi vô tới bệnh viện là emergency luôn. Thì sau một thời gian đó thì anh Toàn có cho tôi một cái CD, cái đó là chấn động lực của thầy niệm Phật, niệm kinh là Lục Tự Di Đà. Thì cái cuốn đó là chấn động lực. Thì cái khi hôm đó đó, trước khi tôi thiền đó, lúc mà 11 giờ tôi tắt đèn tôi thiền, thì anh Lập ngồi một bên, tôi ngồi một bên. Thì tôi vừa mở cái cuồng mà thầy niệm Phật đó, thì lúc đó khi mà tôi niệm, khi mà Phật thầy niệm lên cho tôi nghe đó, thì tự nhiên tay chân tôi nó run rẩy lên hết. Thì tôi giống như là con người tôi nó giống như là tan rã rồi hết. Tôi sợ đến độ mà tôi không còn là tôi nữa. Tôi mới tắt máy đi. Tôi kêu anh Lập, thôi, nghĩa là tôi không có chịu nổi. Tôi nói tại sao mà em sợ ma quá, nghe tiếng thầy niệm mà sao tự nhiên trong người nó sôi động lên. Thì nó làm cho cả con người của mình nó giống như là mình là ma quỷ hay là trần trược như thế nào á, mà mình không thể nghe được cái tiếng niệm Phật. Thì sau đó thì anh Lập mới nói, thôi nếu mà em nghe không được thì em từ từ đi thôi, em khoan đừng thiền. Thì tôi nghe lời anh Lập, tôi không có thiền được nữa. Tôi chỉ là niệm Phật, nhưng mà niệm theo cái ý của mình. Nhưng mà tôi có một cái ý nguyện trong đầu của tôi nói, khi nào mà tôi dám ngồi nghe được cái tiếng của thầy niệm Phật, sáu chữ đó mà tôi có thể ngồi yên được mà tôi nghe đó, thì lúc đó tôi mới thật sự là ngồi thiền được. Và sau khi mà tôi cuối cùng mấy tháng sau thì tôi có thể ngồi tự một mình tôi mà tôi ngồi thiền được, thì tôi mới thấy là cái tiếng niệm Phật của thầy đó, đó là một cái chấn động lực. Thầy niệm chậm, niệm từ từ, mà mình cứ đi theo cái hơi thở, đi theo cái tiếng của thầy, mình cứ dùng cái chấn động đó là chấn động lực để mà đi vô nó khai mở trong cơ thể của mình, cái bản thể của mình. Thì sau khi đó tôi mới có dám ngồi bắt ấn ngồi thiền, mới là pháp luân được. Thì lúc đó mình mới thấy là cái tiếng niệm Phật không phải là niệm là để cho nó đánh tan được những cái phần mà xấu trong người của mình, mà mình phải niệm chậm, mà niệm giống như thầy niệm vậy đó. Thì cái cơ thể mình cứ từ từ nó mới quen, khi mà nó đánh được những cái xấu ra rồi mình mới ngồi yên được mà mình tu thiền. Chứ nói mà tu thiền mà ngồi xuống cái là tu được liền thì tôi thấy nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Thì tôi cũng có ý kiến đóng góp vậy. Cảm ơn. Xin cảm ơn chị đã đóng góp. Dạ, bây giờ có ai đóng góp thêm về cái kỹ thuật làm sao để mình có thể niệm, để cho lục căn lục trần nó niệm theo được?
mà nó không có suối bậy mình nữa. Tiếp theo mời Cẩm Tú. Dạ kính chào quý bạn đạo. Dạ theo cái kinh nghiệm của em á thì mỗi lần em đi con đi làm về mệt đó, con hay kiếm một cái chỗ nào yên tĩnh đó, giống như là không có ai động ai đụng tới mình á. Xong rồi con ngồi con niệm Phật khoảng 5-10 phút, mà ngày nào mình cũng ráng làm như thế đó, thì giống như là lúc buổi tối mình ngồi thiền thì mình thấy nó nhập hơn, nó vô hơn. Dạ xin hết. Dạ cảm ơn Cẩm Tú. Thì cái kỹ thuật đó thầy cũng có giảng trong cái cùng băng niệm Phật đó, thầy cũng có nói là khi đi làm về mình phải ngồi yên một chỗ, tại vì mình ngồi yên một chỗ thì mình nhắm mắt lại ngồi yên chỗ thì mình đóng cái tứ quan để thu hút ra ngoài, mình đóng nó lại thì bắt nó ngồi một chỗ, thì lúc đó nó khó mà hướng mình đi về bên ngoài. Thì mình phải luyện, chứ lúc đầu thì cũng không phải dễ. Mình ngồi một chỗ thì nó cũng suối, nó ngồi chừng niệm chừng 5-10 phút nó đủ rồi, đứng dậy đi ngồi hoài đâu có được. Nhưng mà mình phải luyện mỗi ngày thêm chút. Thầy nói mỗi ngày thêm chút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, từ từ nó tăng lên. Mà phải liên tục như vậy á, nó mới có được một cái trớn. Rồi sau đó khi mà nó quen niệm rồi, lúc đó mình có thể đứng dậy đi đâu mình cũng niệm được. Nhưng mà giai đoạn đầu á, nếu mà mình không làm như vậy đó là không có cách gì mà mình niệm được liên tục hết trơn á. Cái đó là cái kỹ thuật căn bản mà thầy đã dạy trong cái cuốn băng niệm Phật. Mà nếu chúng ta không áp dụng á là không có cách gì mà niệm Phật được hết á. Coi nó dễ nhưng mà đâu phải trong bên trong chúng ta có một người một mình đâu. Khi mà nói mình chứ bên trong này là nhiều mình lắm. Thành ra chúng ta phải cẩn thận cái vấn đề đó. Mà khi muốn bạn đạo nào quyết tâm muốn niệm Phật á là phải áp dụng cái đó thì mới niệm Phật được. Còn mà ngoài ra niệm chừng vài câu là quên à. Nói thì tôi vừa làm việc vừa niệm không được đâu. Chưa có quen, chưa có làm được. Người nào mà đã niệm thường niệm được rồi đó, giờ họ đi đâu họ cũng niệm hết trơn á. Cái đó là khác. Còn mình mới mà mình đốt cái giai đoạn đó là không thể nào mình niệm được. Mà những người mới mà gặp khó khăn hơn nữa, thầy có dặn là để cái cuồng băng niệm Phật của thầy và niệm theo để cho tụi nó nghe, nó quen đi. Tại vì mình không có thì giờ dạy dỗ lục căn trần, thì những cái cuồng băng của thầy á, thầy đọc ra như vậy á, để giúp mình một phần nào cái âm thanh của thầy giúp lục căn trần nó nghe theo thì nó niệm theo nó dễ hơn. Thành ra giai đoạn đầu mình ngồi một chỗ, mình để băng niệm Phật của thầy mình niệm theo, sau này mình không cần nữa. Rồi từ từ mình không cần ngồi nữa, cái qua tới cái giai đoạn tiếp á, là mình không cần ngồi nữa. Khi mà cái điển mà nó bắt đầu nó tập trung trên đỉnh đầu rồi á, thì mình không có quên niệm Phật nữa, thì lúc đó mình đi đâu nó cũng niệm thường xuyên à. Nhưng mà mình phải tập, cái đó phải dày công, cái lúc đầu cũng 6 tháng, 1 năm trở lên thì nó mới được như vậy. Mình phải cố gắng, còn mình làm mà không có liên tục đó, thì mình không có đạt tới cái kết quả đó. Thì giờ nếu mà mình muốn cố gắng niệm Phật đó, thầy nói cái đó là cái chìa khóa duy nhất, mà bây giờ mình không có nắm được cái chìa khóa đó thì mình không có tu. Thầy nói mình tu có 6 chữ mà không niệm được thì tu làm gì. Thì giờ mình thấy cái đó là nghe cái đó cũng mắc cỡ, thì giờ mình về mình ráng. Mình phải dành cái thì giờ để niệm Phật trong ngày, để cho nó có cái trớn. Khi có cái trớn rồi đó, thì mình muốn đi đâu cũng niệm, mà lúc đó mình không cần ngồi một chỗ nữa. Thì cái đó vấn đề niệm Phật để dạy lục căn trần nó biết niệm rồi đó, nó đồng niệm với mình đó, thì cái lúc đó là cả toàn quốc đều tu đó, thì lúc đó mới yên được. Chứ ở trên tu mà ở dưới nó không tu là thế nào nó cũng quậy phá nữa. Xin ban kỹ thuật cho nghe luôn cái phần về lục căn lục trần, cái phần số 6 và phần số 7 luôn đi. Anh này, từ mấy lâu nay thì con không bị thắc mắc là như trong con người con có hai con người. Con hôm nay thì con thấy là chỉ trẻ sắp cái tu hành thì có cái ý nghĩ là muốn nhờ thầy trừng phạt con sao á, thì con nghĩ khác như một sự phản bội là bà ước đi thì bà ước đi, tại sao mình phải ép mình ép cái này không có phải ép sai, cái phương pháp này đâu có phải ép sai. Cho nên trong người nó có hai cái hồn, cái biết và lục căn. Thế giờ
lục căn lục trần mà khi nó biết con tu rồi nó tìm cách nó làm cho chủ nhân ông phản lại cái đạo, bắt buộc như vậy. Nó làm cho chủ nhân ông phải phản cái đạo để chi, để nó nắm lại cái chủ quyền tâm đó hồi xưa. Phải nhớ cái chỗ này. Rồi cái vía cũng vậy nè, mình giáo dục nó tu, có ngày nó hiểu được, nó thông cảm được và nó thực hành được, nghiêm trị được lục căn lục trần, thì ngày đó nó thức tu lên. À, rồi một ngày nào mà cái vía giải đãi á, vì chủ nhân ông muốn nó làm việc này, muốn nó hiểu việc kia, hiểu việc nào nhiều quá mà nó bỏ đạo, cái vía nó bỏ đạo. Bỏ đạo thì lục căn lục trần nó vươn lên, nó bảy ức niên là bảy ức niên, cái gì mà phải ép sát. Nhưng mà nó thấy không thấy rõ, bởi vì nó ngu cho nên phân rõ cái tâm tối của lục căn lục trần. Nó không biết giá trị của sự không trúc siêu nhiên. Con thấy bây giờ lấy cái bát mình liệm dưới đất, nó bể từ mảnh, hỏi cho bao nhiêu niên kiếp nó mới hội lại một cái chén. Thấy chưa? Mà nếu chúng ta có phần hồn, mà chúng ta đi theo con đường tâm tối và bỏ cái nguyên căn sẵn có sáng suốt của chính chúng ta, thì chúng ta bị tan rã đi, thì có phải đẩy ức niên nó mà hội tụ lại được không? Đó, cho nên sự tâm tối của lục căn lục trần lấn áp chủ nhân ông và muốn chủ nhân ông bỏ tu để nó hướng về tham dục của tình đời. Cho nó khôn ngoan đó, nó là con ma mà. Trong xác chúng ta có con ma, nó bày đủ thứ hết đó. Rồi một cặp nó bày cho con sợ, sợ ông trợ ông Phật, bày cho con ông trợ ông Phật không ra cái gì hết, vì nó chưa hiểu. Còn cái nguyên lý của bảy ức niên này thì mình phải truy tầm và mình phải tìm hiểu cái căn cội mình đã qua nhiều giai đoạn đau khổ. Giai đoạn đau khổ chỗ nào? Mình thấy cọng cỏ ở nhà mình bị gãy, mình cũng đau lòng. Cái bông mình bị gãy cũng đau lòng. Cái chén bể mình cũng đau lòng. Nó ở ngoài thân tôi, tại sao tôi đau lòng? Vì những cái trạng thái này tôi đã qua rồi, tôi đã khổ rồi, tôi đã cực nhọc rồi, tôi đã đau đớn, tôi mới có cơ hội tiến hóa thành hình thành con người. Ai hy sinh nhiều, ai đóng góp nhiều cho xã hội tốt đẹp, cứu những người đau khổ, tôi lại thấy vui. Thế chứ tôi đã làm, mọi trạng thái tôi đã làm, tôi mới cảm ứng được. Cho nên nhiều trạng thái tiến hóa rồi mới thành con người. Thành nó có bảy ức niên. Côn trùng vạn vật tiến lầm, tiến lầm, tiến lầm, rồi nó mới trụ thành một cái tiểu thiên địa. Cho nên con người nó có thể sánh với ông trời, mà nhiều khi nó giận luôn cả ông trời, nó ăn thua với cả ông trời. Trời ơi, tôi mới bước ra đi chơi mà mưa ông trời bất lương, nó chửi đó. Nó càng chửi chừng nào, nó càng thực học lại chừng đấy, nó càng chống ông trời chừng nào, nó lại sẽ khép nó trở về trong cái phạm vi eo hẹp. Rồi đụng phải lúc đó nó mới thấy cái giá trị sang lạng của bên kia. Cho nên chúng ta ai ai cũng phải làm qua những cơn kích động rồi mới trở lại cái thanh tịnh, mới hiểu rằng ô trời đất yêu thương tôi, không có bao giờ bỏ tôi. Thanh khí điển ban cho tôi hàng ngày hàng giờ hàng phút khắc ấm no đầy đủ, luôn cả tu muốn tu cũng có người phục vụ tôi, tôi hạnh phúc vô cùng. Lúc đó tôi mới thấy rõ sự yêu thương của thượng đế để giúp tôi, thì tôi tiến về cái văn minh siêu cấp, thầm tu thầm tiến trong tâm đó, tôi mới thấy cái siêu cấp vui vẻ vô cùng, buông bỏ tất cả đi, xác này không phải của ta và tất cả không phải của ta, chỉ có cái thức là ta mà thôi. Bây giờ ta cảm thức phận sự của một ông trời đối với người con, ông trời đối với nhân loại. Sự gánh vác của ông vô cùng, ngày đêm lo lắng. Ngày nay chúng ta có căn nhà mà ta cũng bắt điện đầy hết cả căn nhà, bật chỗ nào cũng sáng chỗ nay. Thôi cho ông trời ông đã lo chúng ta, lo nhiều lắm. Lo từ nhịp một, lo hơi thở, lo miếng ăn, lo chỗ ở, lo đầy đủ cho chúng ta. Mà chính chúng ta là một người phản bội, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới có cơ hội nghiêm trị lục căn lục trần và giáo dục nó phải thực hành đúng đường lối như vậy. Một thời gian thì tất cả thầy trò minh giải, lúc đó lục căn lục trần biến sạch. Nhưng mà sao con yếu đuối quá? Thì con phải thực hành, cho nên cái pháp nó giúp con vậy đó. Thì con thấy rằng ông Tám là cái gì cũng có người yếu đuối như con hiểu chưa? Rồi ông nhờ niệm Phật, ông phải vượt qua ngày hôm nay, ông mới thuyết lại cho chúng ta nghe. Và cái thao thao bất tuyệt của ông do đâu đấy? Do cái dày công của ông làm thành. Bây giờ con muốn nên sự nghiệp con phải làm chứ.
Chúc biết muốn làm một dĩa đồ ăn ngon cũng phải nghiên cứu chứ, phải không? Con phải tin càng đâu, con phải tin ông Tám là tôi làm như vậy đâu. Tôi vì tôi nghiên cứu, tôi niệm, tôi làm, tôi hành như vậy. Rồi trước ông Tám như vậy, tôi làm như vậy thì được không? Tôi chưa đi một bước đường nào giống ông Tám thì tôi thấy rằng chán quá. Hỏi đã chán rồi tôi đi đâu? Tôi có con đường nào giải quyết cho chính tôi không? Không. Vậy tôi phải làm thế nào? Tôi phải trở lại sự dạy công cho tôi. Tôi có một chút sáng suốt, tôi phải ôm lấy sự sáng suốt đó và vun bồi sự sáng suốt đó và tận dụng sự sáng suốt đó thì tôi mới khai mở tất cả. Còn thấy không? Những anh em về đây làm sửa căn nhà này kia kia nọ, những người đó phải tận dụng sự sáng suốt của ngài và thấy rõ rằng đây là một nơi của Thượng Đế ông ban. Và tôi tưởng trời, tôi thấy sức mạnh của trời luôn luôn làm đẹp cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi hy sinh đáng gom cho nên nó mới thành tựu một nơi chúng ta ngồi đây, thấy chưa? Nếu anh em không cố gắng và không có cái tinh thần nhắc nhủ của Thượng Đế và không thấy sự vô cùng của Đấng Cha Lành và không thấy sự phục vụ vô cùng của ngài thì làm sao mà thấy được ta đang trì trệ? Nhưng ngày hôm nay con biết con trì trệ, con biết còn nuôi cái sự phản cách đó là đang từ lâu và chính mình làm. Bây giờ mình phải tháo gỡ, đã có cái kỹ thuật tháo gỡ là cái pháp tu này. Mình cố gắng dù trồi lên trục xuống cũng phải ráng làm. À, người ta nói là bước hai bước bằng cách nào mới lên khỏi miệng giếng, mà mình bước mới trọng có cái cày chân với mình làm nữa, ông nói chỉ vậy thử làm lại một lần nữa coi thì chúng ta đi được. À, cái đó là một kỳ công chứ không phải món quà, không phải đỡ ông trời cho nữa. Ông trời ban một lần một rồi, Chúa đã ban ơn một lần một rồi. Bây giờ con có đầy đủ tăng thôi do con quyết định, mà nếu không quyết định là tự hại mình. Con hiểu không? Cứ cố gắng đi. Tất cả những người ở đây thành công là do sự cố gắng, chứ không có phải là ý là cái phần trên thì luôn luôn hỗ trợ chúng ta, mà ta cố gắng ta tới là ta mới hưởng được cái thành quả của Chúa của Phật. Dạ, các bạn thấy rõ là cái con ma trong bản thể là lục căn lục trần, nó nguy hiểm, nó xúi chúng ta phản trắc lại cái đường đạo của chúng ta, làm cho chúng ta chán nản hoặc là bê trễ, cũng là lục căn lục trần. Cái phần tử này chúng ta cần lưu ý, nó rất là quan trọng cho con đường tu của chúng ta. À, xin ban kỹ thuật cho nghe luôn cái phần 07. Ban đầu cũng ban tin, ban nghi và không chịu thức giác, cho nên nó suy biểu, nó làm cho cái thần thức, cái phần hồn của chúng ta đắm chìm và chạy theo cái con đường bất chánh. Rồi tự bảo vệ con đường bất chánh đó mà làm cho chúng ta trở nên si mê, trầm chấp. Hằng ngày các bạn thấy, khi mà chúng ta bỏ cái môn thiền, thì cũng bỏ cửa thiền. Và chúng ta về với đời thì chúng ta thấy toàn là sự tranh chấp. Giấy đầy trong gia can của chúng ta đều là sự tranh chấp. Ngoài xã hội là sự tranh chấp, không biết nó là ai. Vì sao? Vì lục căn lục trần nó đã buộc rồi. Và lục căn lục trần nó nói, nó điều khiển thì chủ nhân ông phải nghe. Vì hồi nào giờ chúng ta giao cho nó làm, nó hành sự. Cũng như bây giờ căn nhà hay căn tiệm các bạn làm ăn mà các giao cho mấy người làm công hết, thì người làm công điều khiển, chủ nhân ông đâu có biết làm gì. Khi mà xảy ra tai nạn thì chủ nhân ông phải gánh hết. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta không dạy nữa và chúng ta thức tâm rồi. Thấy rằng tôi ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, và thời gian tôi giáng lâm xuống thế gian đây học hỏi đều có chừng, rồi tôi phải ra đi, thì tôi phải sử dụng và làm những điều cần thiết và không sử dụng những chuyện không cần thiết nữa. Thì lúc đó cái phần hồn nhẹ nhàng, lục căn lục trần nó mới hàng phục và nó mới chịu tu. Cho nên chúng ta thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Bộ đầu các bạn mà không có phân minh, không có rõ rệt, không hiểu cái nguyên cơ thiên xích liên hệ với trời đất càng không vũ trụ, thì luôn luôn bị lệ thuộc. Mà trong cái lệ thuộc đó là ai làm cho chúng ta bị lệ thuộc? Lục căn lục trần nó lôi cuốn. Thì cái tập quán của chúng ta và chúng nó và trình độ của chúng nó tới đó thôi. Nó chịu tranh đấu thực tế, sát phạt, hơn thua. Đó là của trong cái nguyên lý của lục căn lục trần. Còn nó không hiểu rằng cái trường cửu bất diệt mà cứu tất cả là tha thứ và thương yêu. Cho nên khi mà chủ nhân ông thức tâm rồi, quyết tâm dứt khoát ra đi đi tu rồi, thì lục căn lục trần
phải quỳ bái và kính nể theo con đường tinh tấn của chủ nhân ông, học được đạo bao nhiêu, đem về truyền bá bao nhiêu, nó mới thức tâm, ngày đêm nó mới quy y và nó niệm Phật. Cho nên những người tu về pháp lý thức tâm rồi thì nửa đêm nghe rõ những câu niệm Phật của vạn linh trong tiểu thiên địa, đồng niệm Phật thức tâm để kêu chúng ta dậy. Lo cái giờ giấc công phu là quan trọng, đó là cái cơ tiến hóa cần thiết. Còn cái tiền bạc của cái địa vị ở thế gian đều là tạm bợ và không mang đi được. Nó là cũng là cái cơ cấu xây dựng của Thượng Đế trong kích động và phản động để nhô quả cho phần hộp tiến hóa mà thôi. Đó thì bây giờ chúng ta thấy rõ là cái lục căn lục trần nó nguy hại như thế nào, thì khi mà phần hồn thức tỉnh rồi phải làm như thế nào để cho lục căn lục trần nó không có quấy phá nữa. Xin các bạn nghe chờ biết ý kiến. Anh Bình Chi có ý kiến, mời Bình Chi. Thưa thầy, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Khi mà mình tu á, mình phải vun bồi cái ý chí của mình. Mình vun bồi cái dũng chí tu học của mình. Là nó, con người á, nó không có ai mà tài giỏi á, tại vì cái thân xác mình nó trượt lắm. Bữa nó vui, bữa nó buồn, bữa mạnh, bữa yếu, nó thay đổi bất thường lắm. Ai cũng nói giỏi nhưng mà ra mà kích động một cái là nó thay đổi liền. Cho nên mình phải xây dựng cái dũng chí tu học là hai cái luận điểm. Một, ở trung tâm phát ra là mình phải niệm Phật trụ do đó. Hai là ở trên bộ đầu nhú lên, mình phải vun bồi hai cái điểm đó. Mà hai cái điểm đó mà nó từ từ nó mạnh, nó hình thành rồi đó. Thì cái chân mày là nó là chung nghĩa của thế gian. Mình tập những cái tánh đó, vun bồi những cái tánh đó. Thì khi nó mạnh rồi đó, thì mình không có sợ một cái gì hết. Nó rõ ràng lắm. Đó thì cái đó mình chia sẻ. Dạ, xin cảm ơn anh Bành Chi. Thì cái dùng ý chí như anh Bành Chi nói là cũng một phần trong cái sự tu học của mình. Mà dạy lục căn lục trần á, thì phải nghiêm trị nó. Thì xin các bạn cho nghe phần số 08. Có cái tội dung túng lục căn lục trần, phóng túng lục căn lục trần, cho nên nó hoành hành thể xác nó sanh bệnh. Thì nguyên trị lục căn lục trần nhưng nguyên phụ đối với con cái thì nó phải yên. Rồi tôi như vậy thì giữ cái phần hồn làm chủ, chia hai khối. Khối tâm thức là phần hồn phải nguyên trị. Lệnh tôi ra thì các anh mới được cục cửa. Lệnh tôi chưa ra các anh động đậy thì phạt các anh làm pháp luân tới sát. Tự nhiên nó phải trở. Phải chia ra hai khối. Tôi phải có một cái nghị lực đó. Chủ là cái thần thức của chúng ta, hạ lệnh là nó phải làm. Và chưa hạ lệnh nó đề nghị là phạt ngay tức khắc, đừng có để trễ. Phải để trễ là nó lắm áp. Các bạn thử coi. Các bạn đừng thiền. Nên cho các bạn quay một cuốn phim hồi xưa. Ông ai với một cô nào thì tự nhiên nó lôi xuống à. Khi mà nó có cái ý động đó, mình phải nghiêm trị tức khắc phải thực hiện pháp luân thường chuyển và niệm Phật cho tôi nghe kỹ càng trước khi thực thi cái chuyện tấu. Hạ cái lệnh là nó phải ngưng nghe. Cho nên cái ý chí của chúng ta luôn luôn nghiêm trị chấp hành, và ý chí của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Ta tin Thượng Đế, ta tin Phật, ta là một vị Phật, ta là một vị Thượng Đế, thì không sao cái lệnh của chúng ta đưa xuống mà được cản, không có ai dám cản trở hết. Lệnh của ta đưa xuống là phải thực thi cho kỳ được. Cho nên muốn tu phải nghiêm chỉnh, muốn sửa nước, muốn phục quốc, muốn hồi tâm cũng phải nghiêm chỉnh. Chứ đừng có nói cái chuyện u ơ đó mà được cái gì. Chúng ta không còn thì giờ để chờ cái chuyện u ơ nữa, mà phải nghiêm trị, nghiêm hành, nó mới thành đạt. Kể cả cái tinh thần phục quốc, cứu nước, cứu dân, cứu ta, cứu nhân loại, tinh thần đó phải có. Kiếp con người ở thế gian ăn của thiên hạ, công lao của người ta tầm lúa làm gạo cho chính chúng ta ăn,
sự hy sinh của lúa gạo rất nhiều. Chí khôn của loài người đã đóng góp cho chúng ta có căn nhà ở, có cái áo mặc, có xe hơi đi. Chúng ta phải thực thi cho đúng mức, nghiêm chỉnh để cứu độ ta và hoàn trả cái nợ từ bao nhiêu kiếp. Thì con người mới đứng đắn là con người ở kiếp hạ nguyên mà chuyển về thượng nguyên. Và như các bạn vừa nghe thầy giảng thì thầy nói phải chia ra hai khối. Cái khối tâm thức là phần hồn, còn cái khối kia là khối trượt. Cho nên nhiều khi chúng ta nhầm lẫn, khi mà có những cái ý tưởng nó chạy trong đầu chúng ta, chúng ta không phân tách ra, không biết là ai. Thành ra mình không biết cái ý nào của lục căn trần, ý nào của phần hồn, thành ra nó lẫn lộn ở trong đó. Còn nay thầy phân tách cho chúng ta thấy rõ ràng ý nào ô trượt của lục căn trần, còn ý nào thanh nhẹ của phần hồn. Thành ra thầy tách ra như vậy để cho phần hồn nó có cái vị trí của nó, và khi muốn làm chuyện gì phải chờ cái lệnh của phần hồn. Mình phân tách ra vậy mình mới thấy rõ là nó xúi dục mình như thế nào, và mình ngưng nó lại như thế nào. Thầy chỉ có hai cái pháp là niệm Phật và pháp luân thường chuyển, là cái đó nó trị lục căn lục trần rất là hữu hiệu. Mà mình trước hết mình muốn dùng hai cái pháp đó, mình phải biết lúc nào lục căn lục trần nó đưa những cái đề nghị nó ra. Tại đưa một ngày 24 tiếng là nó đưa rất nhiều đề nghị ra, những đề nghị bất chánh đưa ra rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta nhầm lẫn, nghĩ trong người chúng ta chỉ có một người thôi, nhưng mà nó có phần hồn, nó có lục căn lục trần. Ý tưởng thì nó lẫn lộn, nó cũng chuyển qua cái ý của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có minh bạch, không có phân minh thì không biết cái đó là cái chánh hay tà, không biết cái hồn là lục căn lục trần đưa ra. Nên tập từ từ thì chúng ta cũng thấy cái gì nó cũng phải đi từng bước một, chứ không có thể nào mà đốt giai đoạn được hết. Không thể nào mà nhảy vô rồi nói tôi được liền. Nhưng mình tập riết mình cũng thấy cái ý này đưa đẩy ra vậy là mấy anh này là lộn xộn rồi đó. Thì lúc đó chúng ta hồi tâm niệm Phật lại thì tự nhiên nó cũng đỡ. Thành ra cái cuồng băng A Kinh A Di Đà của Đức Thầy là giảng phân giải cho chúng ta, để chúng ta ý thức rõ bên trong này nó có cái gì thì mới tu được. Còn nếu mà u ơ như thầy nói không có tu được. U ơ là không biết gì hết đó. Cái nói đại nó càng không cần biết bên trong này có gì. Kinh A Di Đà phân tích rất rõ ràng từ sự cấu trúc bên trong như thế nào, luồng điển như thế nào, phần tử nào ra phần tử đó, để chúng ta ý thức mà diều tiếng tất cả đồng tiếng. Còn nếu chúng ta u ơ nói đại tôi không cần biết, tôi chỉ biết vậy là đi tới. Cho nên là mình học mà mình không nghiên cứu thì mình không có tiến được. Thành ra cùng kinh A Di Đà thầy phân giải ra để chúng ta nghiền ngẫm nghiên cứu, chứ không phải là để cất trong tủ. Thành ra chúng ta phải ráng nghiền ngẫm, để mình nghe một lần cũng không thấm đâu, về nhà phải nghe đi nghe lại rồi từ từ mới thấm, rồi từ từ mới áp dụng được. Đó thì bữa nay thì chúng ta cũng có thời gian nghe đi nghe lại về cái lục căn trần. Các bạn thấy thầy giảng cũng rất nhiều về cái phần này, trong kinh A Di Đà trích ra, trong kinh A Di Đà cũng rất là nhiều. Mà thầy có giảng trong cái khóa nhẫn quà ở bên Mỹ cũng có. Xin các bạn cho nghe lại phần chót của lục căn lục trần, cái phần số 1 giùm. Vậy nó uống cà phê, vậy nó chơi bờ, ba cái đó là chúng ta đã tập quán nó quen rồi. Bây giờ chúng ta phải cởi mở nó ra, thay đổi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật và truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật, thay thế cái sự động loạn phá hoại. Thì cái cơ thể chúng ta càng ngày càng an khương và nhẹ nhàng, cảm thấy trẻ trung vui vẻ. Đó. Cho nên các bạn càng niệm Phật càng thấy rõ lục căn lục trần của các bạn. Lúc đó các bạn hạ lệnh, khi mà các bạn xuất hồn được thì chỉ có hạ lệnh ở đó giữ tôi đi một chút là tôi về, là tự nó y lệnh. Rồi bây giờ làm sao để kiểm soát thấy rõ cái đó? Bây giờ chúng ta tu phải nhờ cái đồng hồ mới đúng giờ mới thức dậy được. Bây giờ không, chúng ta tu khá rồi, nhẹ rồi, đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu. Tôi muốn 12 giờ thì đúng 12 giờ là phải dậy, tôi không cần đồng hồ. Mấy ông sư trên núi đâu có đồng hồ hồi xưa, nhưng mà ngài vậy dậy đúng giờ tí để tham thiền, vì nó quy nhất và nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái vận hành vận chuyển cái cơ năng điển quang của cả càn khôn vũ trụ đúng giờ đó là chúng ta dậy. Tra sang ra nằm thấy một chim bao thần tiên, chúng ta dậy cỡ mở vô cùng. Hay là có một chuyện gì giật mình dậy là đúng 12 giờ, không có sai. Trước khi ngủ chúng ta làm chứng minh đầy đủ rồi, chúng ta nói rằng 12 giờ kêu tôi dậy thì đúng 12 giờ các bạn dậy. Cho nên muốn có cái trật tự đó phải quét dọn. Trước kia chúng ta có căn nhà tốt đẹp và chúng ta ở chán rồi chê rồi bỏ đi. Rồi bây giờ cỏ cây nó mọc tùm lum hết,
Rồi có người ta nói nhà của bạn có được Quan Âm chiếu cố hay được điển của chư Phật, chư Tiên. Rồi bây giờ mình tiếc, mình tu, mình trở về. Khi trở về thì các bạn phải lao động rồi, phải cắt cây, cắt cỏ, dọn đường các bạn mới vô, rồi quét rửa căn nhà các bạn mới an tọa tu thiền ở trong đó. Cho nên giai đoạn đầu của các bạn là phải chịu khó khăn. Vì nhà của ta mà ta bỏ đi, chúng ta phải trở lại và dọn dẹp đâu đó có trật tự, chúng ta mới có nơi an ngự tu học. Đó, lúc đó mới thấy rõ lục căn lục trần. Cho nên tất cả ai cũng có lục căn lục trần. Bây giờ tôi nói rõ đây rồi, ngày mai các bạn thấy có phải cái ý bạn muốn đâu. Ý bạn muốn đặt tờ báo mà nó xẹt đi chỗ khác rồi. Ai đẩy? Phải lục căn lục trần đẩy. Nhưng khi các bạn làm tự chủ rồi á, đọc một đoạn nào thì đoạn đó phải minh bạch. Thì cái sự thấu triệt văn chương này kia ở thế gian, các bạn đọc rồi và các hiểu rõ cái lý lẽ trong đó. Còn bây giờ đọc thì đọc cho có chừng, rồi hỏi lại quên không biết đường nào là đường nào, phải lục căn lục trần nó phá. Cho nên chúng ta làm chủ rồi thì đâu vào đấy, khi làm việc nào thì tập trung theo việc đó. Nhờ cái gì? Nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật thống nhất ba cõi, thì làm việc nào tập trung theo việc đó, không có lộn xộn. Lúc đó mới có cơ duyên cứu độ mình và cứu độ tha. Chúng con cảm ơn thầy. Thưa thầy, cái việc lục căn lục trần này chúng con nhờ nghe băng của thầy và những cái sách vở chúng con có thực hiện. Và ví dụ nó cũng bị lừa nhiều lắm. Ví dụ con ngồi con thiền mà con có cái đồng hồ timer, nó con để 15 phút để con ra hồi, thế con cứ bịt tai độ 10 phút nó bảo chắc đồng hồ nó đứng đó, chắc đồng hồ nó đứng đó, nó đứng vậy đó, không có kêu đâu. Con nó nói vậy mà tự nhiên mình nghĩ vậy, con nhất định con kỳ cái tay mà không phải, nhất định chờ cái quả nhiên độ 5 phút sau nó kèm thế. Đó. Thế thì có khi ngồi thiền thì ở đêm ngồi thiền thì tự nhiên thấy gió ở bên phải, gió thì phải đứng dậy đóng cái cửa này lại, để gió bên trái phải đứng cửa này lại, không biết có tắt đèn chiếc đằng sau nó cứ dọa mình cái việc đó. Thế con cứ làm thì sao con bảo tôi không được, kệ nó, đóng thì đóng, mở thì mở, ngồi cho hết giờ rồi. Thế con ngồi được rồi, lúc nó không thể tại sai rồi nó hùng cũng lười đó. Đến giờ thiền thì không nằm mà thôi, này mệt quá không nằm, con cứ nằm con ngủ đến lúc mà thôi. Thế tự nhiên người nó như đẩy bông, nó bắn lên này, quan tung chăn nó bắn người mình ra. Thì con không biết là cái lục căn lục trần thì nó giúp mình hay nó phá mình, mà sao lại nó có lúc... Nó một phần nó đã có thiện chí và có một phần u ơ nó phá hoại. Cho nên khi ta làm việc gì ngay trong gia đình, có đứa con thì ủng hộ cha, mà có đứa con thì phá hoại cha con. Cho nên chúng ta không lo, phải giữ cái thanh tịnh. Bất cứ gió mưa bão tấp, tôi không thấy gió mưa bão tấp là tôi tịnh, bất động, thấy không? Thì cái tâm tôi tịnh á, thì tất cả xung quanh nó phải tịnh. Còn gió mưa bão tấp là một chuyện tôi không cần biết, vì tôi học cái tịnh như tôi không học cái động. Nhất định quyết tâm giữ trong cái tịnh thì nó qua. Từ đâu việc đâu vào đây, cho nó khôn lắm, nó phá. Nếu mà anh nắm được chủ quyền rồi, nó đâu có quyền gì ăn nói với mình nữa, hết sợ. Nó chỉ chờ lệnh của mình thôi, chứ nó không được đề nghị cái gì hết. Cho nên càng ngày các bạn tu rồi, niệm Phật đều hòa rồi, thì càng ngày cảm thấy thanh tịnh, vì không có sự đề nghị ở xung quanh nữa, hết rồi. Chúng ta cho lệnh thì nó mới làm, không có lệnh thì cái tâm lúc nào cũng thiền 24/24, không có gì động loạn hết. Như vậy ra dồn cái bông, cái trong này nó nói chuyện cái bông kia đẹp quá, dễ thương quá, nó kéo tư tưởng mình đi tới đó. Thấy không? Không đẹp, không vui, không buồn, lúc nào cũng thanh tịnh. Đó, phải giữ cái đó. Nếu cái lá cây rung không, nó làm việc thì nhiệm vụ nó đâu có rung. Tại tâm tôi động đó, chứ không phải lá đâu, thì mình mới giữ bền được. Thấy không? Mục đích của mình là thanh tịnh, giải quyết tất cả mọi sự việc từ ba cõi thiên địa nhân. Nếu thiếu thanh tịnh á, là nó sẽ dồn dập và nó đè bẹp chúng ta. Thưa thầy, lục căn lục trần có phải là tâm can thể thì phế đó, nó ở trong mấy cái giới đó, mà chúng ta nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng sáu cái, sáu cái bên trong, sáu cái bên ngoài. Chúng ta cứ nuôi dưỡng cái Nam Mô A Di Đà Phật, trong đó nó có lục căn. Thấy chưa? Cái đó nó siêu hơn và nó mau tiến hơn. Còn anh nhãn nhĩ gì đó
tỷ thiền còn này kia cái đó đó tâm can thì phế thận đó, cái đó nó trễ lắm, nó chậm lắm. Anh cứ giữ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thực hiện trong điển giới và khai mở trong điển giới trực tiếp, không có còn lệ thuộc nữa. Bây giờ tim can thì phế thận cũng từ nhờ điển nó mới có sự chứng minh đó, mà chúng ta đi thẳng vào cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì sáu cái này sáu cái kia hai cái sẽ hợp kiếp, không có gì động loạn hết, mà dễ tiến hơn. Còn cái kia nói cho hay rồi con hiểu đạo nào với đạo nào về thì biết vậy thôi, nhưng mà cái lưỡi tôi là cái gì à, cái lưỡi tôi nói rồi nó kêu câm đi, câm đâu có được, câm nó tức, thấy không? Còn anh hiểu cái nguyên lý của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, cái chấn động lực của luồng điện đó thì nó quy tụ dễ hơn và nó không có bị kêu bằng bê trễ. Còn các kia bê trễ cái kia học cả suốt đời không hiểu cái đó, không hiểu cái đó cái gì, mới đi đi lại lại nó kẹt. Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ quy nhất lẽ hơn. Để tiếp tục thì xin cảm ơn bốn vị đã lên đây, và trước khi lên đây thì có một phần thưởng cho thầy. Anh Bảo, hồi nãy tôi confused, tôi không biết những cái gì mình đúng mình sai, nên tôi hỏi lại, tôi muốn xác định lại để coi những cái gì mình đúng thì mình về mình thực hành theo, còn những gì sai thì mình sửa chữa. Cảm ơn. Thì những cái gì đúng sai thì nãy cũng như nhãn nhĩ tỷ thiệt là theo thầy nó không đúng rồi. Thầy nói đi cái nó chậm lắm, đi suốt kiếp nó cũng không hiểu cái gì mà nó cũng không đi tới đâu. Thành ra rốt cuộc mình phải trở về cái Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ cũng đã hết giờ rồi, chị Mai cũng cần thông báo một số tin tức.